Nếu mà anh em mình đang tìm một con máy hàn que chuyên bao đi 2 có thể hàn liên tục xuyên suốt cả ngày phù hợp cho những anh em thợ thì anh em mình không nên bỏ qua chiếc máy hàn Jacro có mã là Z7250E này nha. Và chi tiết máy như thế nào thì anh em mình cùng đón xem nha. Máy hàn đến nghề vì giá hóa chất lượng dịch vụ tuyệt vời và xong cơ hội đừng để vụt qua. Thiết kế của máy thì ngoại quan anh em mình có thể thấy nó cũng giống như cái con Jacro ARC200S, nhưng mà cái xác của nó sẽ to hơn nha anh em, xác to hơn và cân nặng của nó cũng sẽ là nặng hơn. Ở phần này vẫn sẽ có hai cái phần ốp nhựa thiết kế khá là chắc chắn luôn, và trên máy thì sẽ bắt rất là nhiều ốc vít luôn nha anh em. Và cái phần này tay cầm của nó là tay cầm cố định nha anh em, mình có thể dễ dàng xách di chuyển. Và cân nặng của máy thì nó rơi vào khoảng là 5 kg nha anh em. Và chắc chắn rồi, con máy này thì nó sẽ có trang bị những cái công nghệ hiện đại nhất, tại vì nó là dòng sản xuất đời mới mà, nên những cái công nghệ của nó thì anh em mình có thể tự động điều chỉnh tắt mở hoặc là điều chỉnh cái thông số của nó trên cái nút nhận điều chỉnh này hết nha anh em. Ở phần màn hình hiển thị và núm dạng điều chỉnh thì anh em mình sẽ điều chỉnh được từng chế độ và từng thông số của máy hoàn toàn riêng biệt nha anh em. Đầu tiên sẽ là EMA thì anh em mình sẽ điều chỉnh được chế độ là hàn que, dòng hàn mức tối đa của nó sẽ là 250. Và tiếp theo sẽ là hot start, thì ở đây thì anh em mình sẽ điều chỉnh được mức tối đa là 50 nha anh em, mồi lửa nhanh cũng như là ARC vọt nè cũng là 50. Và light tích, chế độ light tích này thì em có nói nhiều trong những cái clip trước rồi nha anh em. Và cuối cùng là VRD thì anh em mình sẽ điều chỉnh được on off ở đây, bật mở chế độ chống giật nha, rất là tiện lợi luôn nha anh em. Ở phần này thì sẽ có một cái logo nhắc rồi ở đây và những cái khe tản nhiệt ở đây nha anh em. Và hai cái giác của nó sẽ là giác cực lớn nha, và những cái giác của nó thì rất là dày nha anh em. Điều này thì nó sẽ giúp cho cái độ chịu nhiệt của nó sẽ tốt hơn nha. Ở phần phía sau thì sẽ có một cái công tắc nguồn sử dụng là dòng điện là 220 nè, một cái quạt tản nhiệt. Và ở phần này anh em mình có thể là gắn thêm một cái sợi dây tiếp địa nữa. Và ở trên máy thì cũng sẽ có thiết kế khá là nhiều khe tản nhiệt. Ở trên đây đầu tiên sẽ là ở trên trước là sẽ có một cái những cái khe tản nhiệt lớn, ở hai bên hông máy vẫn sẽ có đó nha anh em. Và ở đằng sau máy cũng sẽ có một cái quạt tản nhiệt nữa, và đảm bảo với anh em mình luôn là con máy này anh em mình hoạt động lâu dài nó cũng rất là ít nóng. Đối với em khi mà trải nghiệm con máy hàn Z7250E này thì em nghĩ là khả năng hàn của nó có thể là lên tới que 4 ly, nhưng mà hỗ trợ một số lượng vừa phải thôi. Cái con này nó có thể đáp ứng được những anh em thợ khó tính mà chuyên hàn 3 ly 2, không có gì để chơi hết. Và bây giờ thì anh em mình hãy cùng em đi trải nghiệm test thử con máy này xem thử sức khéo que 3 ly 2 nó như thế nào nha anh em. Cho nên nay đừng để lỡ cơ hội nha. Mua máy hàn đến nghề vì giá hóa chất lượng dịch vụ tuyệt vời và xong cơ hội đừng để vụt qua. Mua máy hàn xịn đến em đi thôi nha. Anh em mình nhớ like, share và đăng ký kênh để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai nha anh em. Nếu mà anh em mình quan tâm về sản phẩm em vừa giới thiệu hoặc là bất kỳ máy móc thiết bị nào thì anh em mình có thể mua bằng cách liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là website Điện Máy AV và Máy Móc Việt Nam đang hiện trên màn hình nha anh em. Hoặc là anh em mình có thể là liên hệ trực tiếp qua Facebook hoặc là Zalo, sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em mình cụ thể hơn nha. Khi mà anh em mình mua hàng tại Điện Máy AV sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền hàng nha anh em, nên là anh em mình sẽ yên tâm. Và sau này anh em mình sẽ còn được rất là nhiều hậu mãi từ Điện Máy AV. Anh em mình còn những thắc mắc, câu hỏi hoặc là góp ý nào thì anh em mình có thể comment xuống dưới phần bình luận nha, để em giải đáp cho anh em mình. Cảm ơn em.
yeah yeah, ai lắng nghe mà xem. Muốn mua máy handy yeah.